Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng có đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp. Sau đây, Ngọc Lan và Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ của Tổng thống Joe Biden bắt đầu chương trình cung cấp dịch vụ Internet giảm giá. Người bảo thủ rò rỉ hồ sơ của Tòa tối cao pháp viện. Ba đứa trẻ chết trong nhà ở West Hills, Los Angeles, người mẹ bị bắt. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời Ngọc Lan. Kính thưa quý vị, chính quyền Biden hôm nay thông báo đã có 20 công ty internet đồng ý cung cấp dịch vụ giảm giá cho những người có thu nhập thấp, một chương trình có thể khiến hàng chục triệu gia đình đủ điều kiện sử dụng dịch vụ miễn phí một cách hiệu quả thông qua trợ cấp liên bang hiện có. Gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la đã được Quốc hội thông qua năm ngoái, bao gồm 14.2 tỷ đô la tài trợ cho chương trình kết nối giá cả phải chăng, cung cấp khoản trợ cấp hàng tháng là 30 đô la và 75 đô la dành cho khu vực người bản xứ bộ lạc trên dịch vụ Internet nhanh cho hàng triệu gia đình có thu nhập thấp. Với cam kết mới từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, thì khoảng 48 triệu gia đình sẽ đủ điều kiện để nhận các dịch vụ Internet hàng tháng trị giá 30 đô la cho tốc độ là 100 megabit một giây hoặc là dịch vụ tốc độ cao hơn. Dịch vụ Internet được thanh toán hoàn toàn với trợ cấp của chính phủ nếu như họ ghi danh với một trong các nhà cung cấp tham gia chương trình. Tổng thống Biden đã thúc đẩy dự luật cơ sở hạ tầng nhằm giúp việc mở rộng truy cập Internet tốc độ cao ở các khu vực nông thôn và thu nhập thấp trở thành ưu tiên. Ông đã nhiều lần lên tiếng về việc các gia đình có thu nhập thấp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm WiFi đáng tin cậy để cho con cái của họ có thể tham gia học tập từ xa và hoàn thành bài tập về nhà sớm trong đại dịch coronavirus. Theo tòa bạch ốc, 20 công ty internet đã đồng ý giảm giá cước cho những người tiêu dùng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ ở những khu vực có 80% dân số Hoa Kỳ, bao gồm 50% dân số nông thôn các gia đình Mỹ đủ điều kiện nhận trợ cấp thông qua chương trình kết nối hợp túi tiền nếu thu nhập hàng tháng của họ bằng hoặc là dưới 200% mức nghèo liên bang, hoặc nếu một thành viên trong gia đình của họ tham gia một trong số chương trình, bao gồm chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung gọi là SNAP, hỗ trợ nhà ở công cộng liên bang và trợ cấp hưu trí cho cựu chiến binh và người còn lại. Thư ký của một vị thẩm phán bảo thủ có thể là người rò rỉ dự thảo phán quyết của vị thẩm phán tòa án tối cao Samuel Alito. Theo ý kiến của một phóng viên phụ trách vấn đề pháp lý là bà Nina Totenberg đang làm việc cho đài phát thanh công lập quốc gia NPR. Bà Totenberg nói trên đài BBC rằng Giả thuyết phổ biến là một thư ký bảo thủ đã đưa ra quyết định trong một nỗ lực để buộc 5 vị thẩm phán, những người đã bỏ phiếu ủng hộ việc lật ngược Rose vì chánh án John Roberts được cho là đang cố gắng kéo các đồng nghiệp của mình theo ứng hôn hòa hơn. Bà Tottenberg lên tiếng về vụ rò rỉ. Rất có thể điều đó chỉ đến từ một thư ký công lý vì lo sợ lập trường bảo thủ của các vị thẩm phán không đủ mạnh để lật ngược hồ sơ Rose, kiện Wade và điều đó chưa từng xảy ra trước đây. Chánh án John Roberts đã lên án vụ rò rỉ và ra lệnh điều tra xem ai đứng sau hành động này, mà ông gọi là một sự vi phạm nghiêm trọng và duy nhất về lòng tin. Các đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích vụ rò rỉ là một sự bất công và cho rằng đây là một cuộc tấn công chính trị từ một phe cấp tiến. Lãnh đạo phe thiểu số thượng viện Mitch McConnell gọi đây là một sự vi phạm đáng kinh kinh ngạc thưa quý vị và một cuộc tấn công nhằm vào sự độc lập của tòa án tối cao. Các chuyên gia nói rằng họ bị chia rẽ về việc đó là một thư ký luật tự do hay là bảo thủ. Mỗi người trong số họ có thể có động lực riêng để rò rỉ hồ sơ này. Nhưng gần như tất cả mọi người đã đồng ý rằng một thẩm phán tòa án tối cao đã không làm rò rỉ ý kiến dự thảo. Ba đứa trẻ đã chết trong nhà ở West Hill, Los Angeles và người mẹ đã bị bắt. Thưa quý vị, một người mẹ đã bị bắt sau khi ba đứa con được tìm thấy đã chết trong một ngôi nhà ở Woodland Hills vào sáng Chủ nhật qua, vào đúng ngày lễ mẹ. Hiện trường vụ án liên quan đến ba ngôi nhà khác nhau trong khu phố 2200 của đại lộ Victory ở Woodland Hills. Có người hàng xóm đã gọi 911 vào lúc 7 giờ 40 sáng Chủ nhật. Các cuộc gọi ban đầu được đưa ra tố cáo đây là một cuộc tấn công bằng vũ khí chết người. Các nhân viên đã tìm thấy ba đứa trẻ đã chết trong nhà, trong đó có hai bé trai và một bé gái. Độ tuổi của những đứa bé này là từ 8 đến 12 tuổi và các nhân viên y tế nói rằng những đứa trẻ đã chết vài giờ trước khi cảnh sát đến nơi. Người mẹ ngay lập tức bị giam giữ và đưa đến bệnh viện để giám định tâm thần nhưng vẫn chưa bị buộc tội. Những người hàng xóm nói rằng họ đã nghe tiếng la hét và đánh nhau trước khi gọi cảnh sát. Một người hàng xóm cho biết là bà không nhìn thấy ai, nhưng nghe tiếng thét là gia đình đang sách nhiễu tôi, nhưng sau đó không thể hiểu cô ấy đang nói gì. Cảnh sát Los Angeles cũng xác nhận rằng một đứa trẻ khác đã liên can trong vụ án và đứa trẻ đó không bị thương. Cảnh sát nói rằng em đã chạy sang nhà hàng xóm. Cảnh sát đang truy lùng một người phụ nữ ở Michigan đã giết bạn trai và anh trai. Cảnh sát ở Michigan đang truy lùng một người phụ nữ được xem là đang có vũ khí và nguy hiểm, đang bị buộc tội giết bạn trai và anh trai của cô vào sáng ngày Chủ nhật vừa qua. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Auckland, tiểu bang Michigan đã cảnh báo công chúng không được đến gần cô Ruby Taverner, 22 tuổi, một nghi phạm giết người được mô tả là có thân hình nhỏ nhắn, Cảnh sát nhận được điện thoại 911 về một vụ nổ súng và đến khu chung cư ở Clarkston vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày Chủ nhật vừa qua. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể của bạn trai là Ray Muscat, 26 tuổi, và anh trai của cô là Bishop Tavener, 25 tuổi. Cả hai đều đã bị bắn chết. Bishop Tavener được tìm thấy trong phòng khách với một vết thương do đạn bắn và cảnh sát cho biết thi thể của Muscat được tìm thấy trong một phòng ngủ phía sau. Cảnh sát cho biết hung thủ Ruby và anh trai đã trước đây được gọi là Amber Muscat đang sống chung với nhau nhưng không rõ hai người đã có mối quan hệ tình cảm được bao lâu trước vụ nổ súng xảy ra. Điện thoại và xe của Ruby được tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát nói rằng họ tin rằng cô ấy đã bỏ trốn bằng cách đi bộ. Cảnh sát mô tả cô là một phụ nữ gầy, da trắng với mái tóc màu tím. Cô cao 5 feet 2 inch và nặng 115 pound. Cảnh sát cho biết cô có 3 khẩu súng ngắn có giấy phép, trong đó có một khẩu đã được mua trong tuần vừa qua, cảnh sát cho biết. Tiếp theo lại là một tin liên quan đến vụ nổ súng chết người. Thưa quý vị, một vụ nổ súng tại một khu chung cư lớn ở Atlanta đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát quận Dead Club đã cho biết 6 người đã bị bắn vào đêm Chủ nhật tại condo gần Claston, một cộng đồng ở ngoại ô phía đông của Atlanta, tiểu bang Georgia. Sam Smith, một phát ngôn viên của cảnh sát quận, cho biết là những người gọi 911 đã báo cáo rằng các phát súng được bắn trước 8 giờ tối chủ nhật tại khu chung cư Brandon Hill. Khi cảnh sát đến nơi, thì họ tìm thấy 5 người đã bị bắn, 3 người tử vong. Nguồn tin cho biết thêm là hai người bị thương đã được đưa đến bệnh viện với vết thương nghiêm trọng và nạn nhân thứ sáu đã đến bệnh viện sau đó. Tình trạng của nạn nhân thứ sáu không được biết ngay lập tức và cảnh sát không công bố tên của các nạn nhân hoặc là các chi tiết khác có liên quan. Cảnh sát cho biết là hiện không có nghi phạm hoặc là nghi phạm nào bị giam giữ sau vụ nổ súng. Các thám tử đang phỏng vấn các nhân chứng và thu thập thêm bằng chứng. Kính thưa quý vị, quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ. Sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của Đài Liên Đô Sài Gòn TV. Ngày hôm nay, Nga và châu Âu đồng kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, nhưng với hai thông điệp hoàn toàn khác nhau giữa nước Nga và khối Liên hiệp châu Âu. Một bên thì chỉ trích châu Âu can dự vào nội tình của Nga. Bên còn lại là phía châu Âu vận động ủng hộ cho Ukraine. Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý khán thính giả bản tin trình đặc biệt sau đây. song song với lễ kỷ niệm ngày đại thắng Đức Quốc xã do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, thì ở phía tây nước Nga, bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã kỷ niệm ngày châu Âu với thông điệp đoàn kết với Ukraine và lời hứa sẽ làm việc để đáp ứng yêu cầu của công dân EU nhằm làm cho khối xanh hơn, công bằng hơn, hiệu quả hơn. Bà Von der Leyen tham dự buổi lễ tại Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg của Pháp, cũng là nơi đặt trụ sở chính của Nghị viện Âu châu để nhận bản kết luận từ cuộc tham vấn của những người châu Âu về cách thể chế châu Âu nên phát triển và những ưu tiên của họ là gì. Buổi lễ được lên kế hoạch vào ngày 9 tháng 5 mà liên minh kỷ niệm gọi là Ngày châu Âu, ngày kỷ niệm tuyên bố Schuman mà nước này xem là thời điểm thành lập nhưng cũng trùng hợp với cuộc duyệt binh ở Moscow do Tổng thống Putin dẫn đầu để đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ hai. Lên tiếng với giới lập pháp châu Âu, bà Von der Leyen nói rằng, đây là hình ảnh bà muốn châu Âu kỷ niệm vào ngày 9 tháng 5, một hình ảnh mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ cuộc diễn hành quân sự nào lên xuống các đường phố ở Moscow. Trước đó, các giới chức châu Âu bao gồm ủy viên Eva Johansson, đã thả chim bồ câu trắng trước trụ sở EU như một biểu tượng của hòa bình, trong khi những người biểu tình vẫy cờ châu Âu và Ukraine. Trong khi đó, tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, Tổng thống Putin đã có bài diễn văn nhằm thuyết phục người dân Nga về cuộc chiến mà Putin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine để ngăn cản tham vọng của phương Tây nhằm tấn công nước Nga khởi đầu là vùng crimea putin nói nato bắt đầu kiểm soát quân sự tích cực các vùng lãnh thổ tiếp giáp với nước nga do đó một mối đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được đã được tạo ra một cách có hệ thống để chống lại nga hơn nữa chúng được thực hiện trực tiếp tại biên giới của nước nga đây là một cuộc đụng độ với tân quốc xã và venderites Banderites, tiếng Ukraine là những kẻ đồng tình với Đức Quốc xã mà Hoa Kỳ và các đối tác đang thực hiện. Vẫn theo lời Putin, Hoa Kỳ đặc biệt là sau khi Liên Xô tan giã bắt đầu nói về tính độc quyền của họ, do đó làm nhục không chỉ toàn thế giới mà còn cả các vệ tinh của họ. Những người đã giả vờ rằng họ không nhận thấy bất cứ điều gì và từ đó tìm cách nút chửng tất cả. Vẫn theo lời Putin, nhưng chúng ta là một đất nước khác, nước Nga có một đặc điểm khác. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu tổ quốc, đức tin và các giá trị truyền thống. Phong tục của tổ tiên chúng ta là tôn trọng tất cả các dân tộc và nền văn hóa. Trong lúc Putin đọc bài diễn văn thì tại thủ đô Ba Lan, nơi có tòa đại sứ Nga, ông đại sứ Nga đã bị người biểu tình đổ sơn lên đầu để biểu tình phản đối nga xâm lược Ukraine. Hoàng Trung Thủy tường trình cho đài Lido Sài Gòn TV. Quý vị, bản tường trình đặc biệt vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Lido Sài Gòn TV. Một lần nữa thì Ngọc Thanh Lan và Lê Thái à, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một buổi chiều thật là bình an, hạnh phúc và hy vọng rằng là sẽ gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ trong chương trình live stream của Leader Sài Gòn TV trò chuyện cùng Leader Sài Gòn TV trên Facebook và Youtube của Đài.